Xin chào tất cả mọi người. Đây là kênh tìm hiểu chữa bệnh bằng thuốc nam. Nếu có nhu cầu cập nhật được thường xuyên, thì xin mọi người hãy đăng ký kênh, tên thường gọi, Quế, Quế Đơn, Quế Bì, Ngọc Thụ, Quế Trung Quốc, Nhục Quế, Mại Quẻ Tẩy, Kế Giao, Quế Thanh, Quế Quảng. Tính vị Vị cay, ngọt, tính rất nóng, mùi thơm. Tác dụng Có tác dụng ôn trung bộ ấm, tán ứ chỉ thống và hoạt huyết thông kinh. Kiên kỵ Phụ nữ có thai và những người có tính nhiệt không nên dùng quế, khi dùng quế thì phải kiêng hành hoặc dùng hành kiêng quế. Công dụng, chỉ định và phối hợp. 1. Đau dạ dày và đau bụng, ỉa chảy. 2. Choáng, cảm lạnh, bút các ngón tay chân. 3. Hò hen, đau khớp và đau lưng. 4. Bế kinh, thống kinh. 5. Huyết áp cao, tê cóng. Dùng vỏ 0,9 đến 3 gam cho vào cốc và pha nước sôi, đậy kín một lát rồi uống cũng có thể dùng 1 đến 4 gam ngâm rượu hoặc sắc uống. Hoặc dùng bột, mỗi lần 0,5 đến 2,5 g uống với nước ấm. Không dùng cho phụ nữ có thai. Ứng dụng lâm sàng của vị thuốc quế. Kích thích tiêu hóa, chữa đau bụng. 4 gam bột vỏ cành ngâm rượu uống. Chữa ỉa chảy. 4 8 gam vỏ thân sắc uống với 4 gam hạt cao giả, 2 lát gừng nướng, 19 gam gạo nếp rang vàng. Trị hạc tất phong và các loại âm thư. Thục địa 40 gam, nhục quế 4 gam, ma hoàng 2 gam, bạch giới tử 8g, lộc giác dao 12g, sinh cam thảo 4g, gừng nướng đen 2g. Sắc uống. Chị bị ngã, bị đánh, bị thương trong bụng có máu ư. Nhục quế 80g, đường khoai 80g, bổ hoàng 100g. Tán nhỏ uống ngày 3 lần, đêm một lần với rượu, mỗi lần một thìa cà phê. Chị hư hàn hầu họng đau. Nhục quế, gừng khô, cam thảo các vị đều 2g, tán nhỏ hòa nước ấm rồi ngậm, từ từ nuốt nước thuốc. Chị ngứa ra. Quế, giềng, tế tân đều 2 gam, ban miêu 10 con nghiền nát, rượu trắng 150 gam, ngâm 7 ngày mỗi ngày khuấy đều một lần rồi lọc lấy nước. Rửa sạch chỗ ngứa sần rồi xoa thuốc này ngày mùng một lần. Kiêng uống rượu và các món ăn có tính kích thích, dị ứng, động phong. Trị viêm thận mạn, phù thũng do dương khí hư chân tay lạnh, tiểu ít chân phù. Tế sinh thận khí hoàn, can địa hoàng 15 gam, sơn dược 12 gam, sơn thủ 6 gam, phục linh, đơn bì, trạch tả đều 12 gam, nhục quế 4 gam, phụ tử 10 gam, xuyên ngưu tất 12 gam, xà tiền tử 15 gam, luyện mật làm hoàn. Mỗi lần uống 15 gam, ngày uống 2 đến 3 lần. Trị chứng bụng đau, phụ nữ có kinh đau bụng do hư hàn. Nhục quế tán bột mịn, mỗi lần uống 3 đến 4 gam với nước ấm hoặc rượu càng tốt. Ly âm tiễn, thuộc địa 16 gam, đường quy 12 gam, nhục quế 5 gam, can khương 5 gam, cam thảo 4 gam, sắc uống. Trị phụ nữ đau bụng kinh. Trị đau thắt lưng. Châu Quảng Minh dùng bột nhục quế trị đau lưng do thận dương hư 102 ca gồm có viêm cột sống do phong thấp, viêm cột sống dạng thấp, đau do chấn thương và đau lưng chưa rõ nguyên nhân. Mỗi lần uống 5 gam ngày mùng 2 lần, liệu trình 3 tuần. Tỷ lệ có kết quả 98%, những CA có xương tăng sinh chụp lại ra toan đều không thay đổi nhưng đau giảm hoặc hết. Uống thuốc có tác dụng phụ là khô mồm, táo bón. Trị vẩy nến, mề đay. Chuyển thế chân dùng chất chiết xuất của nhục quế trị 19CA vẩy nến và 23CA mề đai, mỗi lần uống 25-50mg đến 1-2 viên ngày uống 3 lần, đối với vẩy nến uống liên tục 4-8 đến tuần, mề đai sau khi hết uống tiếp 5-14 đến ngày. Kết quả, vẩy nến 19CA khỏi 7CA, kết quả tốt 2CA, tiến bộ 7CA, không kết quả 3CA, tỷ lệ kết quả 84,1%. Mề đai 23CA khỏi 11 CA, tốt 9 CA, tiến bộ 1 CA, không kết quả 2 CA, tỷ lệ kết quả 91,2%. Trị nhiễm độc phụ tử Theo kinh nghiệm dân gian, tác giả đã dùng nhục quế trị nhiễm độc phụ tử cấp. Dùng nhục quế 5 đến 10 gam ngâm nước uống, sau khi uống 5 đến 15 phút, bệnh nhân nôn, sau 15 đến 30 phút các triệu chứng giảm. Nếu không giảm tiếp tục uống 3 đến 5 gam cách uống như trên. Theo báo cáo của bệnh nhân, sau khi uống thuốc 15 đến 30 phút, có cảm giác tim đập mạnh hơn, chân tay ấm lại, cảm giác tê ở môi lưỡi và chân tay giảm dần báo tân trung y phẩy năm 53, tham khảo. Giảm cholesterol xấu. Các nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ cần thêm nửa thìa bột quế có thể giúp hạ thấp cholesterol xấu, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Tác dụng chống đông máu. Giảm viêm. Với một thìa bột quế mỗi ngày có thể giúp giảm viêm khớp, giảm đau và sưng tấy. Hỗ trợ tiêu hóa. Quế giúp giảm chứng khó tiêu, đầy hơi và buồn nôn lượng chất sơ cao trong quế có thể trợ giúp cho những người bị hội chứng rụt kích thích. Làm ấm cơ thể Vào mùa đông, khi thêm quế vào chế độ ăn uống giúp bạn tăng nhiệt độ cơ thể để chống lại cái giá lạnh của thời tiết. Tăng trí nhớ Quế giúp tăng trí nhớ và khả năng nhận thức của não bộ. Giảm đau khớp Uống dung dịch 1 phần 2 thìa cà phê quế pha với 1 thìa cà phê mật ong vào buổi sáng có thể cắt cơn đau khớp ngay sau một tuần. Kìm hãm vi khuẩn phát triển các nhà khoa học Mỹ thuộc Kansas State University khẳng định, quế có tác dụng tiêu diệt khuẩn coli. Những nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ban đầu và nghiên cứu trên cơ thể động vật cho thấy quế có thể phát huy tác dụng chống vi trùng và chống nấm. Quế trộn vào thực phẩm sẽ kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn và tốc độ ôi thiêu sản phẩm, phát huy tác dụng như chất bảo quản tự nhiên, không độc hại. Trị mụn trứng cá Dầu và vỏ quế là hợp chất cực mạnh chống lại mụn trứng cá. Chúng phát huy tác dụng loại bỏ mụn nước, làm sáng da, ngăn ngừa mụn lan rộng điều chỉnh nồng độ đường trong máu, tính chất đặc biệt có ý nghĩa đối với những người bị bệnh tiểu đường. Một trong những nghiên cứu đầu tiên về đề tài này đã được công bố năm 2003 trên nhật báo y e học với sự tham gia của 60 người mắc bệnh tiểu đường dạng tích 2. Mỗi ngày uống 1,3 g quế dạng viên nén tương đương 1 phần 4 thìa cà phê đã cho kết quả khá ổn định. Hỗ trợ chống ung thư Có thể ngăn chặn nguy cơ ung thư ruột kết. Theo kết quả nghiên cứu được các nhà khoa học Mỹ thuộc US Department of Agriculture, bang Maryland công bố, quế có thể giảm thiểu sự lây lan của các tế bào ung thư. Giúp cai thuốc lá, bất cứ khi nào thèm thuốc lá, hãy lấy một mảnh quế chi và nhai trực tiếp hoặc uống trà quế để giảm